Vâng, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với một số câu hỏi mà chúng tôi vừa nhận được. Một câu hỏi đến từ khán giả Nguyễn Hồng Phương có số điện thoại 0962 3 số cuối 298 ở Phú Thọ. Khán giả có hỏi về đàn lợn con vừa đẻ được khoảng nửa tháng, sau khi tiêm thuốc phù đầu, lợn có hiện tượng duỗi thẳng bốn chân nằm một chỗ không đi lại được, thỉnh thoảng kêu giống lên, chưa dùng thuốc gì, xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục ra sao ạ? Xin mời chuyên gia Vũ Ngọc Sơn. Nếu như căn cứ theo cái quy trình tiêm phòng thì lợn mới được 15 ngày thì người ta chưa làm vaccine phù đầu. Đó, các bạn phải nhớ như vậy. Người ta sẽ tiêm vaccine phù đầu khi nó được 30 ngày tuổi. Đối với tất cả các cái giống lợn trắng cũng vậy, giống lợn bản địa cũng vậy. Đấy. Bởi vì trước 35 ngày, tại sao người ta không tiêm? Bởi vì giai đoạn này là lợn vẫn còn đang bú sữa mẹ, chưa cai sữa. Bệnh phù đầu chỉ xảy ra sau khi cai sữa. Đấy. Sau khi cai sữa có nghĩa rằng là lợn bạn các bạn sẽ nuôi sai quy trình ở trong hai cái trường hợp là cho lợn ăn quá nhiều và thứ hai tức là cái dinh dưỡng quá cao thì sẽ đều dẫn đến hiện tượng phù đầu, không kể cái trường hợp là nó có mầm bệnh. Bởi vậy cho nên là để phòng trường hợp này thì tốt nhất là người ta sẽ tiêm phòng vào lúc 30 ngày, hoặc nếu không thì sau khi cai sữa là sẽ dùng một cái quy trình tức là cho lợn ăn hạn chế, ăn mức tăng dần, ăn mức tăng dần. Ở đây chúng ta tiêm 15 ngày là sớm. Còn tôi không biết là bạn tiêm cái thuốc gì mà dẫn đến hiện tượng tức là lợn đang bình thường thì nó đã duỗi thẳng cẳng ra mà nó vẫn kêu, thì phải chăng là nó bị ngộ độc thuốc? Thì thuốc thì bây giờ là muốn giải được thì phải cho chúng tôi tên thuốc. Chứ nếu không có tên thuốc thì không biết được cách giải. Thế thì tốt nhất là gia đình sẽ làm theo hai phương án, là bây giờ là tất nhiên nó không bị tất cả. Con nào bị thì sẽ xếp riêng ra một chỗ. Đấy. Còn con nào không bị thì cứ nuôi bình thường, nhưng mà cố gắng trong cái giai đoạn này thì sẽ phải cho ăn theo cái hình thức là tăng dần, chứ không được cho ăn quá no. Ăn quá no thì sẽ lập tức sẽ bị bệnh ngay. Thứ hai là nếu mà có nguy cơ mà lợn bị bệnh xấu, tức là mà có biểu hiện tức là sốt cao, bỏ ăn các thứ thì phải dừng thức ăn đó ngay và chuyển sang một cái loại thức ăn khác, tức là thay đổi cái môi trường đường ruột đi thì lợn nó sẽ không bị, và lúc đấy sẽ gọi điện cho tôi để chúng tôi sẽ cho cái thuốc để điều trị. Thế còn là những cái con mà nó có hiện tượng như bạn vừa nêu ấy, thì chúng ta sẽ xếp riêng ra theo dõi và sẽ dùng hai cái thuốc để giải độc, một là vitamin C, hai là vitamin B1, và ba là tiêm cái trợ sức trợ lực bằng caffeine. Tạm thời chúng ta cứ thống nhất với nhau như thế đã, rồi sau đó chúng ta sẽ trao đổi tiếp. Nếu mà bạn cảm thấy tốt thì bạn không cần phải gọi điện cho tổng đài, còn nếu bạn cảm thấy mà chưa hài lòng lắm bạn gọi điện cho tổng đài thì chúng tôi sẽ có cái nghiên cứu và bổ sung sau, nhưng mà với điều kiện là phải cho cái tên thuốc trước đây bạn dùng cái loại gì đã. Đấy, xin cảm ơn. Dạ vâng, xin được cảm ơn chuyên gia với những tư vấn hữu ích vừa rồi ạ.